nha. Hôm nay mình sẽ cắt thịt bò ha các bạn. Thịt bò mình để tủ đá cho nó hơi cứng cứng rồi để cho mình dễ cắt á. Thì hôm nay mình sẽ cắt thịt bò ướp xong, ngày mai mình sẽ làm khô bò nha. Đây nè, cái thịt bò này thì là hồi mình mua hồi hôm qua ha. Đó, cho các bạn coi. Ở đây mình có khoảng 3 kg thịt bò ha các bạn, 3,5 kg rồi, nhưng mà cái phần kia nó hơi có gân gân á, thì mình cắt ra mình để dành rồi, nhưng mà mình nghĩ mình sẽ làm 2 kg thôi ha, 2 kg hoặc hơn chút xíu á, mình sẽ chừa cái cục lại, mình sẽ làm 2 cục thôi ha. Thì bây giờ sẽ cắt lát ra xong rồi ướp, thì ngày mai mình mới kiểu như mình sấy cho nó khô các bạn. Mình bỏ bớt mấy cái phần gân đó nè, gân hay là mỡ gì á, sẽ lại bỏ ha. Cái này mình sẽ cắt theo thớ nha các bạn, để khi mà khô bò mình sấy khô xong rồi mình xé xé ra miếng miếng á. Cái này khoảng 5 ly với các bạn ha. Thích làm cái miếng dày dày gì nè. Đó, các bạn thấy không? Nếu mà các bạn làm mỏng quá đó, cái khi mà mình sấy nó dễ bị giòn chứ nó không có dẻo nữa. Xuống gì? Nãy giờ đó, mình lấy ra cho nên nó cũng tan hơi mềm mềm rồi. Lấy ra xong rồi có khách vô làm không kịp đó các bạn. Nó mềm lại. Sắp tới xuống. Cả nhà, bây giờ Huyền về đến nhà rồi ha. Cái bò này thì hồi hồi lúc mà ở tiệm Huyền sắt cho các bạn coi nè. Đó thì bây giờ Huyền sẽ ướp ướp ha, để mà các bạn ướp qua đêm hay là ướp nguyên một ngày á, rồi các bạn làm khô bò nó thấm nó mới ngon nha. Đó thì ở đây Huyền có nguyên liệu nè. Ở đây Huyền có cái này Huyền mới cân lại rồi ha các bạn, cân lại là 1 kg, ký 7, hơn 1,7 kg, Huyền lấy chút xíu cho Bella nó ăn. Thì ở đây còn đúng 1,7 kg luôn ha. Ở đây Huyền có nè bột gừng, bột tỏi, ớt Hàn Quốc, rồi ngũ vị hương ha, tỏi, sả. Huyền không làm ớt tươi các bạn, Huyền làm mấy cái loại ớt này thôi, với lại cái loại ớt này nè, ớt bột cay ha, nó vừa cay mà nó vừa có màu cho các bạn luôn. Huyền sẽ làm bằng bột bò kho nha các bạn, là cái mùi thơm nồng nàn luôn á. Huyền có 2 loại này ha, thì chút có thể Huyền sẽ dùng bọc này hoặc là bọc này đó thôi. Thì mình cho các bạn coi là cái này á, là Huyền mua ở bên Việt Nam, còn cái này là Huyền mua ở đây ha. Thì đó, nguyên liệu gì với lại dầu hào với lại gia vị thông thường thôi các bạn, những gia vị thông thường thôi. Thì bây giờ Huyền sẽ ướp nó thôi. Thì mấy cái loại này là Huyền sẽ làm khô bò này các bạn. Ở đây Huyền có dầu hào nè, bột tỏi, bột gừng. Mấy cái này các bạn không có cũng được nha, nhưng mà tại vì Huyền thích để cho cái mùi nó thơm thôi. Bột tỏi, bột gừng, rồi dầu điều nè, bột nghệ với các bạn, ớt Hàn Quốc, ngũ vị hương, với lại bột bò kho nha các bạn. Với muốn ăn cay á, thì Huyền sẽ dùng ớt bột cay này ha, cái loại ớt bột này siêu cay luôn á nha. Ở đây Huyền có tỏi, có sả ha. Các bạn không có bột gừng với lại bột tỏi thì các bạn làm gừng tươi với củ hành thôi cũng được nha. Nhưng mà tại vì Huyền muốn làm bột quá, để khi mà mình sấy lên nên nó không có bị cháy, các bạn không có bị cháy á. Các bạn mà không không có mấy cái bột thì các bạn dùng cái tươi thôi cũng được. Đáng lẽ mình cũng dùng ớt tươi này các bạn, nhưng mà mình thấy ở đây mình có ớt bột Hàn Quốc,
với lại ớt này rồi nó đủ độ cay ha, mình không có dùng ớt kia nữa. Thì giờ cái này mình cắt ra bỏ vô máy xay nha. Sả này là ở nhà cắt này nha. Cho thêm chút xíu nước xay cho nó dễ nha. Mình cho chút xíu nước vô. Khoảng muỗng canh đó các bạn. Đây nè các bạn, thấy mình xay rồi không? Hồi nãy mình chưa có cho ngũ vị hương vô ha. Thì các bạn cho khoảng một muỗng cà phê ngũ vị hương nha. Cái bọc này của mình hết nè. Mình cho vô đây nè. Đó các bạn thấy không? Ngũ vị hương. Giờ mình bỏ ra đây thôi. Cái ớt này Hường không xay là Hường muốn để như này cho nó bám lên cho nó đẹp á, Hường sợ nó xay ra cái nó bị nát á các bạn. Tùy nha, muốn cho nó đẹp thì bỏ nhiều ha các bạn. Làm cho nó thấm đều hết nha. Đó. Cái này Hường ướp xong rồi các bạn. Bây giờ mình đậy kín lại xong rồi bỏ tủ lạnh, ngày mai mình mới xay nha. Đó, cái màu đẹp quá nè. Chưa giờ hết là thấy màu đẹp. Hường mới nếm thử thì thấy nó cũng vừa ăn hết các bạn, nhưng mà ngày mai chắc có thể mình sẽ cho thêm nó chút xíu đường á, tại vì thường khô bò cũng có cái vị nó hơi ngọt chút xíu á. Đó. Hôm nay Hường sẽ cái này Hường ướp qua một đêm rồi các bạn. Thì hôm nay Hường sẽ đem nó ra, Hường giống như Hường rim cho nó khô lại. Xong rồi thì Hường mới mới sấy nó nha. Nè, quá thơm luôn. Và bỏ nó vô đây riêng cho nó khô lại nha các bạn. Ôi cái này đó các bạn thấy mình rim nó ra nước gì không, thì các bạn làm cho nước nó rút vô ha. Nhưng mà Huyền mới xé thử một miếng Huyền ăn ngon gì đâu luôn các bạn ơi, nó thơm mùi nghệ, mùi ngũ vị hương này kia đó, xả cái này các bạn rất là thơm luôn. Mà Huyền nghĩ á, bây giờ này các bạn cắt ra các bạn ăn với bún cũng ngon nữa, quá ngon luôn á. Giờ thì mình sẽ rim một chút xíu nữa cho nước nó rút vô ha, cho nó cạn hết rồi các bạn mới đi sấy nha. Ngon lắm. Cái này Hường rim nó cho nó cạn bớt rồi hết các bạn. Bây giờ thì mình sẽ để ra đây để mà mình sấy nó nha. Trời, Hường mới ăn thử nó ngon quá à. Muốn để gì luôn, để dành ăn bún súp. Hôm nay Hường cũng hơi hơi khan tiếng các bạn. Đây nè. Sắp ra ha. Bây giờ mình sắp vô trong dĩ ha các bạn. Sẽ sấy nó nha. Mình
mình sẽ sấy nó với cái lửa quạt ha các bạn, lửa quạt cho nó đều á. Bây giờ qua bên đây sẽ chỉnh nó 120 độ, 130 độ ha, sấy nó nha. Oh, hello các bạn, nãy giờ Huyền sấy gần một tiếng rồi ha, đây nè, còn mấy giây nữa là một tiếng rồi. Trời, con bé la kìa, bé la làm gì, bé la con nó à, nó đeo nè. Làm gì vậy? Đó, nó báo là đúng một tiếng rồi ha các bạn. Bây giờ Huyền sẽ trở mặt nha. Đó, Huyền sấy một tiếng với lại 130 độ C ha, đúng một tiếng luôn. Wow, wow, nhà Huyền nó thơm các bạn ơi. Đó đây nè. Thì bây giờ Huyền sẽ lấy ra, Huyền trở mặt cho các bạn coi nha. Cái này nè các bạn, một chút xíu nữa Huyền sẽ rắc chút ớt với lại mình cho nó thêm cái màu bột nghệ á các bạn, thì nó sẽ rất là đẹp, nó giống như ngoài tiệm luôn ha. Đó, bây giờ Huyền sẽ trở cái mặt này lại. Mình làm cái loại này nó hơi kiểu giống như nó còn dẻo chứ đừng có khô quá các bạn, khô quá các bạn ăn nó sẽ rất là cứng, ăn nó sảm, nó chán lắm. Thì giờ Huyền sẽ chở nó nha. Huyền không có đem cái chân của cái máy điện thoại này để mà quay ha, còn cầm tay cho nên có thể nó hơi rung rung các bạn. Chở cái mặt này lại, Huyền nghĩ cái mặt này Huyền sẽ sấy nó trước 40 phút rồi, coi nó như thế nào ha. Rồi mình sẽ sấy nó tiếp. Giờ Huyền sẽ bỏ ngược nó vô máy ha, sấy tiếp 40 phút. Đó, cho các bạn coi thành phẩm của Huyền ha. Xong rồi nè. Wow, đó các bạn, các bạn sấy nó hơi khô khô như vậy nè ha, nó cũng còn dẻo nha nè, nó không có quá giòn ha. Nếu mà mình sấy ướt quá thì nó dễ bị hư các bạn, nó dễ bị mốc á. Này Huyền mới rắc lên chút bột nghệ nữa cho nó đẹp á. Đó, còn nếu mà khô quá thì nó sẽ cứng, thì tùy theo cái độ các bạn thích thôi. Đó, thì bây giờ Huyền sẽ xé ra cho các bạn coi nha. Ngon nha, rất là ngon các bạn ơi. Trời ơi, uống bia là nhức nách luôn các bạn. Ngon ha, mặn mặn ngọt ngọt, nó không có quá cay các bạn. Theo như Huyền á, cay thêm chút nữa ăn mới đã ha. Hôm bữa hình như Huyền bỏ ít ớt thì sướng không? Sướng như vua. Ăn thử coi. Ngon quá. Ăn ngon. Ngon, ngon không? Anh Alex con ăn được nè, cái này không có cay nè, con ăn thử miếng coi. Cầm miếng ăn đi con. Có chừng đổ cái ly nước. Mời các bạn nha. Đơn giản các bạn, nhanh gọn lẹ. Cay chút nữa ngon anh ha. Ít cay các bạn. Alex nè, như vậy thì Alex ăn được. Bá cháy luôn. Alex nó ghiền các bạn ơi, nó kêu Huyền xé cho nó ăn nữa nè. Ngon phải không con? Ngon không? Nó đàng hoàng nè. Nói coi. Xé cho anh ăn cái coi. Anh ăn anh ghiền á.